Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đóng gói ba cái bộ đèn năng lượng mặt trời để trả lại cho người bán vì cái lỗi là không đúng như giới thiệu quảng cáo, cũng như là có một trong ba bộ điều khiển từ xa là không hoạt động, mặc dù đã ý kiến với người bán hàng rất là kỹ và mong muốn rằng là xử lý cái điều khiển và thôi chấp nhận cái vấn đề được vấn đề là không được như quảng cáo, nhưng mà chỉ cần là gửi một cái điều khiển từ xa thì cái giá trị của cái điều khiển từ xa tuy là không lớn, nhưng thực tế là với người bán thì có thể xử lý cái điều khiển từ xa nó rất là dễ, chứ còn với cá nhân tôi nó không phải chuyên ngành về cái này, buôn bán được cái này thì đi kiếm một cái điều khiển từ xa thì mặc dù cái giá trị nó rất thấp nhưng mà cái sự kiếm đấy nó rất là khó. Và bây giờ tôi bắt đầu là sau khi được Shopee đồng ý, tôi bắt đầu là tiến hành là đóng gói lại ba cái đèn để trở về cái nguyên trạng ban đầu như là khi mình nhận. Đầu tiên thì đây là một cái catalog tài liệu của cái gói thứ nhất. Sau đó là một cái đèn, một cái tấm pin năng lượng sẽ được đưa vào. Và cố gắng thì tôi cũng sẽ đóng cho giống như là khi mà mình nhận hàng. Sau đó là lót một tấm xốp làm cái công việc này, nói chung là rất ngại, không muốn phải trở lại tiếp tục làm một cái đèn bằng nguyên. Sau đó là phụ kiện, thì một cái gói gồm đầy đủ pin và đinh vít thẳng ra, một cái điều khiển từ xa, cái này là riêng cái bộ này là cái điều khiển này là bị hỏng, nhưng mà thôi tôi cũng phải để nguyên chứ không dám đánh dấu gì vào đây. Và cuối cùng là một cái thanh sắt nẹp để treo của cái năng lượng và một cái miếng xốp để treo. Như vậy là tôi đã đóng xong cái hộp đầu tiên, bộ này đầu tiên. Ok. Thứ nhất đây, bộ thứ hai tương tự này, cũng là một cái lần lượt đó, là một cái tờ giới thiệu quảng cáo. Tiếp theo là một cái pin năng lượng này, pin năng lượng. Chèn một miếng xốp. Và đây là cái đèn nguyên vẹn. Không phải vỡ gì. Một bộ phụ kiện gồm pin và ống ốc vít thảo ra, và một điều khiển từ xa thảo vào đây, và cuối cùng
cũng là một cái shop để trà. Xong bộ thứ hai xếp vào đây, tí nữa mình sẽ đóng gói luôn cả ba bộ vào với nhau. À đây, cái bộ này còn sót một cái đấy, mình đóng không chuyên nghiệp thì nên là đôi khi sót còn thiếu một cái miếng giá đỡ của cái pin năng lượng đây. Xong bộ thứ hai, bộ thứ ba đây, bộ hộp đây. Đây là tờ quảng cáo. Đây là tấm pin năng lượng. Đây là cái đèn năng lượng nguyên vẹn mới toanh. Đây là bộ phụ kiện pin, đầy đủ pin và ốc vít. Đây là cái điều khiển từ xa. Đây là cái giá treo pin năng lượng và chèn lên shop, đóng hộp hay là đủ kiện. Đấy, đây là bộ thứ ba. Thế bây giờ tôi trước khi và cho vào cái bao bì ni lông để bảo vệ trong cái quá trình vận chuyển hàng hóa, thì tôi cứ ghim ba cái này nó liền với nhau để cho sau nó đỡ bị xô lệch trong quá trình mình đóng gói. Lúc mà lấy ra xong là tôi cắt trên đến đầu để bạn có thể ra. Đấy. Rồi đây, cho nó bật đạn ra. Đấy. Mình bắt đầu là chói ba cái thằng này vào với nhau. Rõ ràng là phải trả lại hàng. Ôi, chung là thành ra chuyên nghiệp để đóng gói lắm. Thực ra làm nổi cái nhiệm vụ đóng gói để bán hàng không? Thế là trói được ba cái anh này liền với nhau. Giờ sẽ bước tiếp theo và sẽ cho vào cái túi ni lông. Đây thì tận dụng luôn cái túi ni lông cũ của nhà bán hàng trước mình để phòng mọi chuyện mình vẫn giữ lại đây. Bây giờ mình sẽ bóc cái trang cũ của nhà bán hàng cũ, xong rồi mình dán cái trang mới của mình gửi hàng ở đây. Đây mình đã xếp lần lượt vào. À, cái này mình đã đóng sẵn rồi cho nên bây giờ ngồi trả vào đây cũng là vấn đề ha. Phải hết sức bình tĩnh thì mới ngồi được. Nó đúng chiều. Nó như gì vào đây. Nó không vừa, không vừa. Nó không vừa đâu thì tôi sẽ rạch đấy. Cố
cố gắng cho mọi người. Chứ bây giờ mình không phải là cái nhà bán hàng đóng mà nó chuyên nghiệp như nhà bán hàng thực sự thế này. Mình không có nguyên vật liệu và cũng bao bì không gói cho nên nó sẽ khó khăn. Keo trái là dễ vỡ để cho mọi người là quan tâm là lưu ý hơn ở trong quá trình vận chuyển được lót nó không dễ vỡ được. Hôm nay tôi làm phiếu chuyển hàng qua giao chuyển hàng nhanh vì là trong ngày hôm nay là tôi cũng sẽ nhận một cái đơn hàng thông qua bên chuyển hàng nhanh sẽ chuyển khoản đến. Tôi sẽ thông qua bên chuyển hàng sẽ tiện cho cả đôi bên là họ giao phát tôi đặt họ cũng nhận luôn cái hàng trả lại này sẽ đỡ tốn công sức của anh em mọi người. Thêm một lần nữa chạy đi chạy lại đấy, như vậy là đóng xong cả các phía của bao bì và tôi sẽ dán cái tờ giao hàng vào đây. Đấy, thì tôi sẽ lấy cái ni lông trắng mình dán thì nó sẽ không bị che chữ. Tôi sẽ dán hai tờ, mỗi tờ một mặt.
Alo. Anh đang bận nhá, giờ lúc khác gọi lại nhá. Trời ơi, cái điện thoại đấy là họ quảng cáo bán hàng. Mà tôi thì đang bận như thế này mà nghe thì nó không tiện. Ở đây xin phép khác. Đây bán hàng đây. Trắng và giống mà để đảm bảo cho cái phiếu này á, là nó không bị rách nát thì tôi sẽ dán ni lông vào cái phần mã vận đơn đây. Đó, thì nó sẽ không bị mưa nắng gì đó nó làm hỏng chỗ này. Đó. Hai nữa là cái địa chỉ đã đây, cho nó rõ ràng, cũng là nó chắc chắn cả cái vật đơn này. Cái ông hàng xóm ông ấy in vật đơn này, ông in khổ à, 4 kho in nhá nhở. Thôi mình cũng không lo rồi mặc để nhiều khi là người ta lại tưởng là mình là khó tính cũng là không ăn được. Bong cho được. Đấy là bên này cũng vậy, tôi cũng sẽ dán để đề phòng sẽ bong chóc. Chịu hơn là kia. Vì lúc nãy là cứ gọi điện thoại trực tiếp là rất là gây phiền toái cho mình đang làm cái việc gì đó, mình không thể mà mình không nghe thì lỡ ra có một cái việc gì đó quan trọng mà mình không nghe thì cũng là giả. Mà đang làm thì cũng phải nghe thì cũng có phải là phải toán là cần là băng bó cơ bản thì tôi nghĩ là ổn rồi. Đó. Cái chỗ này nó hơi chít mắt một tí thì dán lại một tí vuông vắn xấu ra là đảm bảo để cả đó mưa nắng không được. Hả? Đấy thì cũng coi như là tôi đã kết thúc và đóng xong được 3 cái đèn để hoàn trả cho người bán theo cái thông báo của bên Shopee. Hoàn trả.
tôi có thể kết thúc cái video để làm bằng chứng đóng hàng của lô 3 đèn năng lượng mặt trời. Đây, xin lỗi cho nó rõ. Đây, đây là vật đơn này, khoảng cam này như thế là sẽ rất rõ. Đây, khuôn mặt bên này đơn mà có thể nhìn nó hơi ngược một tí, nhưng cái quan trọng là nó rõ chữ nghĩa nội dung. Rồi, dừng video tại đây.